Trong hướng dẫn này, chúng tôi sẽ cho bạn biết cách gửi token đã mua trên sàn giao dịch MEXC tới ví Antima trong Smart Wallet. Để gửi token từ sàn giao dịch, bạn sẽ cần sao chép địa chỉ ví của mình. Để thực hiện việc này, hãy mở ứng dụng Smart Wallet và nhấn vào thẻ Antima. Bạn sẽ thấy địa chỉ ví của mình. Bạn có thể sao chép địa chỉ này bằng cách nhấp vào biểu tượng sao chép. Đăng nhập vào sàn giao dịch MEXC. Chọn Wallet, Withdraw từ menu. Hãy nhập tên token Antima vào thanh tìm kiếm. Hãy nhập địa chỉ ví đã sao chép và số lượng Antima bạn muốn gửi. Xác nhận gửi và chờ xử lý giao dịch. Sau khi giao dịch được xử lý, bạn sẽ nhận được token trong ví của mình. Xin lưu ý, để gửi giao dịch với Antima từ ví của bạn, bạn phải có coin Smart trong số dư của mình. Có thể nhận Smart theo những cách sau. 1. Nhờ ai đó gửi chúng cho bạn. 2. Nhận bằng cách sử dụng swapping. 3. Mua trên sàn giao dịch và gửi vào ví của bạn. Quá trình gửi Smart từ MEXC tới ví tương tự như quy trình được mô tả trong hướng dẫn này với Antima.